30 phẩm bảo tháp Bấy giờ Phật bảo trời đế thích Này kiều thi ca Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào Hay đối với kinh bát nhã Ba la mật đa sâu xa Trí tâm lắng nghe Thọ trì đọc tụng tinh cần tu học Suy nghĩ đúng lý Biên chép giải nói truyền bá cùng khắp Thì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó Thân thường yên ổn Tâm luôn vui vẻ Chẳng bị các tai họa xâm phạm não hại lại nữa, này kiểu thi ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, gần gũi cúng dường, suy nghĩ đúng lý, biên chép dài nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi ở trong quân đội sắp trận giao chiến mà trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa như thế, sẽ được các hữu tình từ bi ủng hộ, chẳng bị dao gậy làm tổn thương kẻ oán địch đều khởi từ tâm nếu họ khởi ác tâm thì tự nhiên lui bại các thiện nam tử thiện nữ nhân đó nếu ở trong quân trận mà bị giao tên làm thương tổn đoạn mất thân mạng thì quyết không có lẽ ấy vì cớ sao này kiều thi ca vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó lấy vô sở đắc làm phương tiện nhiều kiếp tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên tự có khả năng hàng phục giao gậy tham dục cũng có khả năng trừ được giao gậy tham dục của người khác tự có khả năng hàng phục giao gậy giận dữ cũng có khả năng trừ được giao gậy giận dữ của người khác tự có khả năng hàng phục giao gậy ngu si cũng có khả năng trừ được giao gậy ngu si của người khác tự có khả năng hàng phục giao gậy kiêu mạn cũng có khả năng trừ được giao gậy kiêu mạn của người khác, tự có khả năng hàng phục giao gậy ác kiến, cũng có khả năng trừ được giao gậy ác kiến của người khác. Tự có khả năng hàng phục giao gậy tùy miên cũng có khả năng trừ được giao gậy tùy miên của người khác. Tự có khả năng hàng phục giao gậy triền cấu cũng có khả năng trừ được giao gậy triền cấu của người khác. Tự có khả năng hàng phục giao gậy ác nghiệp cũng có khả năng trừ được giao gậy ác nghiệp của người khác. Này kiều thi ca, do nhân duyên đây, nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nếu vào quân trận, thì chẳng bị dao gậy làm tổn thương. Kẻ oán địch đều khởi từ tâm. Nếu họ khởi ác tâm, thì tự nhiên đuôi bại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó trí tâm niệm tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ sức oai thần đây. Nếu ở trong quân trận mà bị giao tên làm tổn thương, đoạn mất thân mạng thì quyết không có lẽ ấy. Lại nữa, này kiều thi ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường đối với bát nhã ba la mật đa, sâu xa như thế, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép, giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó chẳng bị tất cả độc dược, đồng cốt quỷ mị, ếm rùa. Chú thuật não hại, chẳng bị nước dìm, chẳng bị lửa đốt, tất cả giao gậy ác thú, quán tặc ác thần chúng ta yêu quái, chẳng làm tổn hại được. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Thần Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Minh Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vô Thượng Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vô Đẳng Đẳng Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vua tất cả Chú, vô cùng thượng diệu không gì sánh bằng, đủ đại uy lực điều phục tất cả, mà chẳng bị tất cả điều phục các thiện nam tử thiện nữ nhân đó tinh cần tu học chú vương vua tất cả chú như thế tự mình chẳng bị hại chẳng làm hại người khác cả hai chẳng bị hại vì cớ sao này kiểu thi ca vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó học bát nhã ba la mật đa đây rõ thấu mình người đều chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi học đại chú vương bát nhã, ba la mật đa đây, chẳng nắm bắt ngã, chẳng nắm bắt hữu tình, cho đến chẳng thấy người biết, chẳng thấy người thấy, chẳng nắm bắt sắc, chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng nắm bắt trí nhất thiết, chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vì chẳng nắm bắt những cái này nên tự mình chẳng bị hại, chẳng làm hại người khác, cả hai chẳng bị hại. Này kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa đây, đối với ngã và pháp, tuy không nắm bắt, nhưng vẫn chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề quán tâm hành sai khác của các hữu tình tùy nghi truyền bánh xe pháp vô thượng khiến cho họ như thuyết tu hành đều được lợi ích an vui. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chúng Đại Bồ Tát quá khứ, đối với Đại Thần Chú Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh cần tu học, đã chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà chuyển bánh xe diệu Pháp độ vô lượng chúng. Chúng Đại Bồ Tát Vị Lai đối với Đại Thần Chú Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh cần tu học, sẽ chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng các chúng đại bồ tát hiện tại khắp mười phương vô biên thế giới đối với đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa đây tinh cần tu học hiện đang chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng lại nữa này kiểu thi ca nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, ở bất cứ nơi đâu trong cõi nước, thành ấp, không bị người và phi nhân ở nơi đó gây tai họa, đem tật dịch, làm thương hại. Vì cớ sao này kiều thi ca vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó ở bất cứ nơi đâu cũng được chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh và các dòng thần a tố lạc trong tam thiên đại thiên thế giới và mười phương vô biên các thế giới khác thường đến bảo hộ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chẳng để cho bát nhã ba la mật đa bị nạn lại nữa này kiều thi ca nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào Biết Đại Thần Chú Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tôn trí để chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Tuy chẳng lắng nghe thọ chỉ đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cũng chẳng vì người khai thị giảng nói. Nhưng ở bất cứ nơi đâu trong cõi nước thành ấp vương đô, không bị người và phi nhân ở nơi đó gây tai họa đem tật dịch làm thương hại. Vì cớ sao này kiểu thi ca, vì đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa như thế ở bất cứ nơi đâu cũng được chúng trời Tứ đại vương cho đến trời sắc cứu kính và các dòng thần a tố lạc trong tam thiên đại thiên thế giới và mười phương vô biên các thế giới khác thường đến bảo hộ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chẳng để cho đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa bị nạn này kiểu thi ca các thiện nam tử thiện nữ nhân đó chỉ viết đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa tôn trí để ở chỗ thanh tịnh cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen mà còn được hiện pháp lợi ích như thế huống nữa là trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý và vì người khai thị giảng nói thì nên biết hạng người này công đức vô biên mau chứng bồ đề làm lợi ích an lạc cho tất cả lại nữa, này kiểu thi ca, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà sợ hãi oan gia áp thú, tai họa ếm rủa tật dịch, độc dược, chú thuật, thì nên viết đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa này, tùy theo chỗ viết được nhiều ít, đựng trong túi thơm, đặt trong ống trúc báu, luôn đeo bên thân, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các việc sợ hãi đều tự tiêu trừ, vì được trời rồng quỷ thần thường theo bảo hộ này kiểu thi ca ví như có người hoặc loài bàng xanh vào viện cội bồ đề hoặc đến bên viện kia thì nhân phi nhân chẳng thể làm tổn thương vì cớ sao này kiểu thi ca vì chư Phật quá khứ vị la hiện tại đều ngồi nơi đây chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sau khi chứng được bồ đề, các ngài thí cho các loài hữu tình sự không kinh sợ, không hãi hùng, không oán, không hại, thân tâm yên vui, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến cho trụ nơi diệu hạnh tôn quý của trời người an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến cho trụ nơi diệu hạnh an lạc của tam thừa an lập vô lượng vô số hữu tình khiến cho hiện chứng được quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán an lập vô lượng vô số hữu tình khiến cho chứng được độc giác bồ đề hoặc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề việc làm thù thắng như thế đều do sức uy thần của bát nhã ba la mật đa cho nên chỗ này tất cả trời rồng a tố lạc đều cùng nhau bảo hộ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nên biết rằng kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này ở bất cứ nơi đâu cũng lạ như vậy được tất cả trời rồng a tố lạc thường theo bảo hộ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chẳng để cho bát nhã ba la mật đa bị nạn này kiều thi ca kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế ở bất cứ nơi đâu thì phải biết rằng chỗ ấy tức là chân chế đa miếu thiêng tháp Tất cả hữu tình đều nên kính lễ phải đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc, đèn sáng mà cúng dường. Bấy giờ trời đế thích bạch Phật, bạch đức thế tôn nếu có các thiện nam tử thiện nữ nhân viết kinh bát nhã ba la mật đa đây trang nghiêm đủ loại cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen lại đem các loại thượng diệu như tràng hoa hương xoa hương bột y phục anh lạc cờ phướn lọng báu các loại chân châu vi diệu quý hiếm kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân khác sau phật niết bàn xây bảo tháp tốt đồ ba Dùng bày báu nghiêm sức hộp ngọc, đựng thiết lợi la, xá lợi của Phật, rồi an trí trong bảo tháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc, đèn sáng, mà cúng dường, thì hai chỗ xanh phước ấy, chỗ nào xanh nhiều hơn? Phật bảo, này kiểu thi ca, ta hỏi lại ông, cứ tùy ý đáp theo ý ông thì sao trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo của Như Lai đạt được là do nương vào những pháp nào tu học mà được? Trời đế thích thưa, bạch đức thế tôn, trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo của Như Lai đạt được là do nương vào kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây tu học mà được. Phật nói, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Như Lai nương vào kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa tu học, nên được trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo. Vì cớ sao, này Kiều Thi Ca, vì chẳng học kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà. Điều này không thể có này kiều thi ca chẳng phải chỉ có được thân tướng hảo gọi là như lai ứng tránh đẳng giác mà cần phải do chứng được trí nhất thiết tướng mới gọi là như lai ứng tránh đẳng giác này kiều thi ca trí nhất thiết tướng mà như lai đạt được phải do bát nhã ba la mật đa làm nhân sanh khỏi còn thân tướng hảo của phật chỉ là chỗ nương nếu chẳng nương vào thân tướng hảo của phật thì trí nhất thiết tướng không từ đâu mà phát khỏi cho nên bát nhã ba la mật đa chính là nhân sanh khởi trí nhất thiết trí nhưng muốn cho trí hiện tiền này tiếp nối liên tục thì phải tu tập thân tướng hảo phật thân tướng hảo đây nếu chẳng phải là chỗ nương của biến trí, thì tất cả trời rồng, nhân phi nhân chẳng nên hết lòng cúng dường cung kính. Vì thân tướng hảo làm chỗ nương tựa cho biến trí của Phật, nên chư thiên, rồng, thần, nhân phi nhân cúng dường cung kính. Bởi duyên cớ này nên sau khi như lai niết bàn, chư thiên, rồng, thần, nhân phi nhân cúng dường cung kính thiết loại la của như lai. Này kiều thi ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì chính là cúng dường trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo của phật cùng với thiết lợi la sau khi phật niết bàn vì cớ sao này kiểu thi ca vì trí nhất thiết tướng và thân tướng hảo cùng với thiết lợi la đều lấy bát nhã ba la mật đa làm căn bản này kiều thi ca nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ cúng dường cung kính tôn trọng ngợi trên thân phật và thiết lợi la thì chẳng phải là cúng dường trí nhất thiết tướng và bát nhã ba la mật đa đây vì cớ sao này kiều thi ca vì di thể thân phật chẳng phải làm căn bản cho bát nhã ba la mật đa và trí nhất thiết tướng này kiều thi ca do nhân duyên đây nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu muốn cúng dường phật hoặc thân hoặc tâm và các công đức khác thì trước hết phải trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý biên chép giải nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa và đem đủ lại phẩm vật thượng diệu cúng dường kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây vì vậy này kiểu thi ca nếu có các thiện nam tử thiện nữ nhân viết kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây trang nghiêm đủ lại cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hoặc đem các loại thượng diệu như tràng hoa hương xoa hương bột y phục anh lạc cờ phướn lọng báu các chân châu vi diệu quý hiếm kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân khác sau khi phật niết bàn xây dựng bảo tháp tốt đồ ba dùng bảy báu nghiêm sức hộp báu đựng thiết lợi la của phật an trí trong bảo tháp cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen hoặc đem các loại thượng diệu như tràng hoa hương xoa hương bột y phục anh lạc cờ phướn lọng báu các loại chân châu vi diệu quý hiếm kỹ nhạc đèn sáng cúng dường thì hai chỗ xanh phước chỗ trước xanh nhiều hơn chỗ sau gấp vô lượng vì cớ sao này Kiều Thi Ca, vì kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, làm cho phát sanh bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, làm cho hiền bày nội không cho đến vô tánh tự tánh không, làm cho phát sanh bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, làm cho phát sanh tất cả môn ta ma địa, môn đà la ni, làm cho thành tựu việc thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho tộc họ đại Bồ Tát viên mãn, sắc lực viên mãn của cải viên mãn quyến thuộc viên mãn hay thành tựu được tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả hay thành tựu được đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh thế gian, hay thành tựu được trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thế gian, hay thành tựu được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề hay thành tựu được hạnh đại bồ tát vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật hai thành tựu được trí nhất thiết tướng của tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác tối thượng tối thắng không gì bằng. Bấy giờ trời đế thích thưa với phật bạch đức thế tôn đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa đây người châu thiệm bộ chẳng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen lẽ nào họ chẳng biết cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa sâu xa là có được công đức thù thắng lợi ích như thế chăng? phật bảo này kiểu thi ca như lai hỏi lại ông cứ tùy ý đáp theo ý ông thì sao trong châu thiệm bộ có bao nhiêu người thành phật chứng tịnh thành pháp chứng tịnh thành tăng chứng tịnh có bao nhiêu người đối với phật không nghi đối với pháp không nghi đối với tăng không nghi có bao nhiêu người hoàn toàn thâm tín phật hoàn toàn thâm tín pháp hoàn toàn thâm tín tăng có bao nhiêu người được 37 pháp bồ đề phần có bao nhiêu người được ba môn giải thoát có bao nhiêu người được tám giải thoát có bao nhiêu người được chín định thứ lớp có bao nhiêu người được sáu phép thần thông có bao nhiêu người được bốn vô ngại giải có bao nhiêu người dứt hẳn ba sự trói buộc được quả dự lưu, có bao nhiêu người làm mỏng tham sân si được quả nhất lai, có bao nhiêu người dứt sạch năm thuận hạ phần trói buộc được quả bất hoàn, có bao nhiêu người dứt sạch năm thuận thượng phần trói buộc được quả a la hán, có bao nhiêu người phát tâm hướng đến độc giác bồ đề, có bao nhiêu người phát tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật trời đế thích thưa bạch đức thế tôn trong châu thiện bộ có rất ít người thành phật chứng tịnh thành pháp chứng tịnh thành tăng chứng tịnh cho đến có rất ít người phát tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật khi ấy phật bảo trời đế thích đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói này kiểu thi ca trong châu thiện bộ có rất ít người thành phật chứng tịnh thành pháp chứng tịnh thành tăng chứng tịnh càng có ít người đối với Phật không nghi, đối với pháp không nghi, đối với tăng không nghi, cho đến lại càng có ít người phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, lại càng có ít người đã phát tâm rồi, tinh cần tu tập hướng tới hạnh bồ đề, lại càng có quá ít người tinh cần tu tập hạnh bồ đề rồi, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề vì cớ sao này kiểu thi ca vì các loài hữu tình trôi lăn trong sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay phần nhiều chẳng thấy phật chẳng nghe chánh pháp chẳng gần mũi tăng chẳng hành bố thí chẳng trì tịnh giới chẳng tu an nhẫn chẳng khởi tinh tấn chẳng tập tĩnh lự chẳng học bát nhã, chẳng nghe nội không, chẳng tu nội không, cho đến chẳng nghe vô tánh tự tánh không, chẳng tu vô tánh tự tánh không, chẳng nghe bốn niệm trụ, chẳng tu bốn niệm trụ, cho đến chẳng nghe 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tu 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng nghe tất cả môn Tam ma địa, chẳng tu tất cả môn Tam ma địa. Chẳng nghe tất cả môn Đà La ni, chẳng tu tất cả môn Đà La ni. Chẳng nghe trí nhất thiết chẳng tu trí nhất thiết, chẳng nghe trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên này nên biết trong châu thiện bộ có rất ít người, thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng có ít người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi, cho đến lại càng có ít người phát tâm hướng đến vô thượng, tránh đẳng bồ đề của chư Phật, lại càng có ít người đã phát tâm rồi, tinh tấn siêng năng tu tập, hướng tới hạnh bồ đề, lại càng có quá ít người tinh tấn siêng năng tu tập hạnh bồ đề rồi, chứng được vô thượng tránh đẳng bồ đề. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nay như lai hỏi ông, cứ tùy ý đáp. Này Kiều Thi Ca, theo ý ông thì sao? trừ nhân loại của châu thiệm bộ gia trong tam thiên đại thiên thế giới đây có bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng có bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính sa môn bà la môn có bao nhiêu hữu tình bố thí trì giới thọ trai tu phước có bao nhiêu hữu tình ở trong các dục mà trụ tưởng nhàm chán tưởng vô thường tưởng khổ tưởng vô ngã tưởng bất tịnh tưởng chán ăn tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui có bao nhiêu hữu tình tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn vô xác định có bao nhiêu hữu tình phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, có bao nhiêu hữu tình đã phát tâm rồi tinh tấn siêng năng tu tập hướng tới hạnh bồ đề, có bao nhiêu hữu tình luyện mài trưởng dưỡng tâm hướng tới bồ đề, có bao nhiêu hữu tình phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa, có bao nhiêu hữu tình được trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, có bao nhiêu hữu tình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trời đế thích thưa, bạch đức thế tôn trong tam thiên đại thiên thế giới đây ít có hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng cho đến ít có hữu tình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà. phật dạy này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, trong tam thiên đại thiên thế giới đây, rất ít có hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu sư trưởng càng ít có hữu tình cúng dường cung kính sa môn, bà la môn, cho đến lại càng ít có hữu tình, được trụ bậc Bồ Tát bất thối truyền. Lại càng có quá ít hữu tình, mau chứng vô thượng, tránh đẳng bồ đà Lại nữa, này kiểu thi ca bằng Phật nhãn thanh tịnh vô thượng, như lai like xem khắp mười phương tất cả thế giới, tuy có vô lượng vô số vô biên hữu tình phát tâm hướng đến vô thượng tránh đẳng bồ đà, tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đà nhưng do xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa nên chỉ có một hoặc hai hoặc ba hữu tình là được trụ bậc bồ tát bất thối truyền còn đa phần đều rơi vào trong bậc thấp kém thanh văn độc giác vì cớ sao này kiều thi ca vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật rất khó chứng được nên hạng ác tuệ lười nhác tinh tấn thấp kém thắng giải thấp kém hữu tình thấp kém chẳng thể chứng được này kiều thi ca do nhân duyên này nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đề muốn trụ bậc bồ tát bất thối chuyển mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề không lưu nạn ấy thì nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế hằng thường lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu tập suy nghĩ đúng lý hay thích hỏi minh sư vui nói cho người làm việc này rồi lại nên biên chép dùng các thứ bảo vật để trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, lại đem các phẩm vật thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc, đèn sáng mà cúng dường này kiều thi ca đối với các pháp lành thù thắng khác nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa các thiện nam tử thiện nữ nhân này cũng nên lắng nghe thọ chỉ đọc tụng tinh cần tu tập suy nghĩ đúng lý hay thích hỏi minh sư vui nói cho người các pháp lành thù thắng nào được gọi là nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa đó là bố thí cho đến tịnh lự ba la mật đa hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tất cả môn tam ma địa môn đả la ni hoặc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc đại từ đại bi đại hỷ đại xả hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác đây gọi là các pháp lành thủ thắng khác nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này kiểu thi ca đối với vô lượng pháp môn khác như uẩn xứ giới thuận theo bát nhã ba la mật đa sâu xa các thiện nam tử thiện nữ nhân này cũng nên lắng nghe Thọ Trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, chẳng nên bài bán khiến cho vô thượng chánh đẳng bồ đề bị nạn vì cớ sao này kiểu thi ca các thiện nam tử thiện nữ nhân này nên nghĩ như vậy Thủa xưa như lai trụ ngôi bồ tát thường siêng tu học pháp thuận bồ đà đó là bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tất cả môn ta ma địa môn đà la ni hoặc bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc đại từ đại bi đại hỷ đại xả hoặc vô lượng vô biên Phật Pháp khác, hoặc vô lượng Pháp môn khác như uẩn xứ Dưới, thuận theo bát nhã ba la mật đa, do đây như lai chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà. Chúng ta ngày nay vì cầu vô thượng chánh đẳng bồ đà, cũng nên theo học các Pháp của bát nhã ba la mật đa như thế. Nhất định đây là đại sư của chúng ta, chúng ta theo đây tu học thì sở nguyện sẽ được viên mãn các pháp của bát nhã ba la mật đa như thế nhất định là pháp ấn của chư phật tất cả như lai ứng tránh đẳng giác theo đây tu học nên đã chứng đang chứng và sẽ chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề các pháp của bát nhã ba la mật đa như thế cũng là pháp ấn tất cả thanh văn độc giác tất cả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác theo đây tu học nên đã đang và sẽ đến bờ kia niết bàn vì vậy này kiều thi ca các thiện nam tử thiện nữ nhân này hoặc khi phật còn tại thế hoặc sau khi phật niết bàn nên nương vào bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng mà tinh tấn siêng năng tu học vì cớ sao này kiều thi ca vì bát nhã ba la mật đa như thế cho đến trí nhất thiết tướng là chỗ nương về của các thanh văn độc giác bồ tát và các trời người a tú lạc lại nữa, này Kiều Thi Ca, có các thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi các đức như lai vào Niết Bàn. Vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu, trang hoàng tháp bằng các thứ chân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao lớn một do tuần, rộng nửa do tuần, họ lại dùng các loại thượng rượu như tràng hoa, hương xoa, hương bụi, y phục anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các loại chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc, đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen. Này kiều thi ca, ý ông nghĩ sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng trời đế thích thưa. Bạch Đức Thế Tôn rất nhiều, Bạch Đức Thiện Thệ rất nhiều. Phật bảo, này kiểu thi ca, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, chẳng để tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc kính cần biên chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các loại thượng rượu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc cờ phướn lọng báu các loại chân châu vi diệu quý hiếm kỹ nhạc đèn sáng cúng dường thì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó nhờ nhân duyên đây mà sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên này kiều thi ca thôi hãy gác việc này lại nếu có các thiện nam tử thiện nữ nhân nào sau khi các đức Như Lai vào Niết bàn vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu trang hoàng bằng các thứ ngọc quý hiếm bảo tháp ấy cao một do tuần rộng nửa do tuần tháp này được xây như vậy khắp cả châu thiện bộ hoặc khắp cả bốn đại châu hoặc khắp cả cõi tiểu thiên hoặc khắp cả cõi trung thiên hoặc khắp cả tam thiên đại thiên thế giới lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, chọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen. Này kiều thi ca, ý ông nghĩ sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng trời đế thích thương, bạch đức thế tôn rất nhiều, bạch đức thiện thệ rất nhiều. Phật bảo này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng để tâm trí nhất thiết chí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng tinh tấn siêng năng tu học suy nghĩ đúng lý rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép trang nghiêm cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen lại đem các loại tràng hoa thượng rượu cho đến các loại đèn sáng cúng dường thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây mà được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên lại nữa này kiều thi ca chẳng những chỉ có một tam thiên đại thiên thế giới mà giả sử các chúng hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều đối với Đức Như Lai sau khi vào Niết Bàn. Vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu, ở giữa trang hoàng bằng nhiều thứ chân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao một do tuần, rộng nửa do tuần. Tháp này được xây như vậy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không còn một khe hở. Lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng trọn đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Này kiểu thi ca, ý ông nghĩ sao các chúng hữu tình khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới như vậy nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng trời đế thích thưa bạch đức thế tôn rất nhiều bạch đức thiện thệ rất nhiều Phật bảo, này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, chẳng để tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc kính cẩn biên chép, trang nghiêm cung kính. Cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, lại đem nhiều tràng hoa đẹp cho đến các loại đèn sáng cúng dường thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên. Khi ấy trời đế thích liền bạch Phật rằng, bạch đức thế tôn đúng như vậy, bạch đức thiện thạ đúng như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa như thế, tức là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, Bạch Đức Thế Tôn giả sử tất cả hữu tình mười phương thế giới, nhiều như cát sông Hằng, đều đối với Đức Như Lai sau khi vào Niết Bàn, vì cúng dường thiết lợi la của Phật nên đã xây dựng bảo tháp bằng bảy báu vi diệu ở giữa trang hoàng bằng các thứ chân châu quý hiếm. Bảo tháp ấy cao một do tuần, rộng nửa do tuần. Tháp này được xây như vậy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, không còn một khe hở. Lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp. Bạch Đức Thế Tôn, các hữu tình này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Phật đáp, phước kia vô lượng vô biên. Trời đế thích nói, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh tấn siêng năng tu học suy nghĩ đúng lý rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố hoặc kính cần biên chép trang nghiêm đủ lại cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hoặc đem nhiều tràng hoa đẹp cho đến các loại đèn sáng mà cúng dường thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được sanh phước rất nhiều hơn những chúng sanh kia vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể tính đếm vì cớ sao Bạch Đức Thế Tôn do bát nhã ba la mật đa đây hay thu nhiếp chứa hết tất cả các thiện pháp đó là mười thiện nghiệp đạo hoặc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn vô xác định hoặc bốn thánh đế quán hoặc 37 pháp bồ đề phần hoặc ba môn giải thoát hoặc sáu thần thông hoặc tám giải thoát chín định thứ lớp hoặc Bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tất cả môn tam ma địa môn đà la ni hoặc mười lực phật bốn vô sở úy bốn vô ngại giải đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng hoặc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc vô lượng vô biên các phật pháp khác đều được thu nhiếp vào bát nhã ba la mật đa sâu xa bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế là pháp ấn chân thật của các đức như lai ứng tránh đẳng giác cũng là pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác bạch đức thế tôn tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác đều đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thường xuyên tu học nên đã chứng đang chứng và sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề tất cả thanh văn và độc giác cũng đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thường xuyên tu học nên đã đang và sẽ đến bờ kia niết bàn bạch đức thế tôn do nhân duyên đây nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết chí đem vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa đây trí tâm lắng nghe thọ chỉ đọc tụng tinh tấn siêng năng tu học suy nghĩ đúng lý rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố hoặc kính cẩn biên chép trang nghiêm đủ loại cho đến dùng đèn sáng mà cúng dường thì họ sẽ được phước rất nhiều vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể tính đếm hết quyển thứ 428